Rồi tổng mình số tiền mình nhận được trong những ngày qua của các vị mạnh thường quân, của anh Dấu Tên ở Canada, của anh Phong Nguyễn ở Mỹ, của cô Dana Trần ở Mỹ, của cô Hương ở Mỹ, đó chính là 20.368.000 Việt Nam đồng. Đó. Rồi. Bây giờ mình mất tấm gương nè. Dạ dạ. Bây giờ thế em xin cũng mất chị ba thế em. Dạ dạ. Em dạ. Xin không mấy gần tiếng Việt, chị cũng không mấy gần Hung đâu. Dạ. Bây giờ em cũng xin cảm ơn anh ở Canada Dấu Tên đó. Dạ. Rồi nhiều dồi sức khỏe. Dạ, chị để cao cao lên chị. Dạ. Dạ. Mình ăn cho mau có tiền. Dạ. Dạ. Rồi chị Phương Nguyễn, dạ. Anh Phong Nguyễn. Anh Phong ở Nguyễn. Mỹ. Dạ. Em cũng rất cảm ơn anh. Dạ. Anh chúc anh mau có tiền. Dạ. Không hay gì cần. Dạ dạ rồi. Rồi cô Dana Trần. Cô Dana Trần. Dạ. Ở Mỹ. Em cũng rất cảm ơn chị dùng thế em của em đi. Dạ. Không hay gần tiếng Việt. Dạ. Thì nhờ số tiền chị mới em đi chị kiếm được ba. Dạ. Dạ. Rồi em cũng rất cảm ơn luôn. Em cũng chị cũng cho tiền xăng em luôn. Dạ. Rồi cô Hương ở Mỹ. Dạ. Em cũng cảm ơn cô Hương ở Mỹ nhiều. Dạ. Có tiền, mình có tiền nhiều. Dạ. Dạ, có sức khỏe nhiều. Dạ, đó. Rồi, rồi, dạ. Dạ, chị Xuân, dạ, chị Xuân dạ, nói về lời cảm ơn đi chị. Dạ, em nói lời cảm ơn mấy chị, dạ, mấy cô, mấy rồi, mấy anh. Dạ. Mấy gì dạ. Biết tiếng Việt. Dạ, anh. Bây giờ không biết tiền làm sao nữa, giờ thấy mà đừng quên giúp đỡ cho em á, nó làm ăn á, dạ. Có số tiền á, dạ. Giờ vì quá trời, không biết nói sao nói á. Dạ. Cảm ơn. Mừng quá. Mừng. Dạ. Khổ từ cầm hồ, hai vợ chồng thấy không? Dạ. Nên... ở TV Khám Phá xin kính chào quý cô chú anh chị, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt tại nhà của anh ba chị ba. Thì ở đây cũng có anh chị Xuân và anh Nhơn. Thì lý do mình làm clip hôm nay là muốn để bày tỏ lòng cảm ơn đến các vị cô chú anh chị mạnh thường quân trong những ngày qua đã gửi ủng hộ về cho gia đình chị Xuân cũng như là gia đình của chị Xuân. Thì thực sự thì quý cô chú anh chị cũng đã gửi về cho mình qua địa chỉ nhà cũng như là tài khoản ngân hàng, để khi mình nhận được thì mình đã đến nhà mình trao, và tất cả những cái phần quà đó thì mình cũng đã làm clip để đăng lên trên kênh để đảm bảo cái mức độ chính xác và độ tin cậy của kênh. Và hôm nay thì mình muốn làm clip này để trong 5 ngày qua thì mình đã nhận được số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân như sau. Mình cũng đã có ghi lại một cách rõ ràng. Lần thứ nhất là anh Dấu Tên, anh mạnh thường quân Dấu Tên ở Canada, thì anh đã gửi về 2 lần. Lần đầu là gửi cho chị Xuân là 100 đô Canada, đổi ra làm tròn là 1.700.000 đồng. Chú Tư là 100 đô Canada, đổi ra làm tròn là 1.700.000 đồng. Lần hai là anh gửi về 250 đô Canada, quy ra tiền Việt đó chính là 4.250.000. Chị Xuân là 100 đô Canada, bà ngoại của chị Xuân là 50 đô Canada và anh chị ba là 50 đô Canada. Và còn 50 đô còn lại thì anh có nhờ mình là đổi ra tiền Việt để mua đồ ăn. Dạ, bánh mì rồi thịt gà. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Đó, trái cây. Dạ. Dạ. À, sữa. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi thứ hai đó là anh Phong Nguyễn ở Mỹ. Anh có gửi về cho chị Xuân là 200 đô Mỹ, và 200 đô này thì mình không có đổi ra tiền Việt, nhưng mình cũng quy ra để quý cô chú anh chị hình dung, đó là 4.625.000 đồng. Rồi vị mạnh thường quân thứ ba là cô Dana Trần ở Mỹ, là gửi về cho chị Xuân là 100 đô Mỹ, thì cái này mình cũng trao cho chị Xuân bằng đô Mỹ luôn, và quy ra ở mình đổi tại ngân hàng Sacombank là 2.312.500 đồng. Rồi người thứ tư là cô Hương ở Mỹ, cô gửi về là 250 đô Mỹ, quy ra tiền Việt là 5.780.500 đồng. Trong đó thì mình cũng xin phép cô là trao cho ông nội chị Xuân là 1 triệu đồng, anh chị ba là 1 triệu đồng. Còn số tiền còn lại là 3.780.500 đồng thì mình gửi cho chị Xuân và anh Nhơn để làm vốn sửa nhà cũng như là nuôi heo. Rồi tổng mình số tiền mình nhận được trong những ngày qua của các vị mạnh thường quân, của anh Dấu Tên ở Canada, của anh Phong Nguyễn ở Mỹ, của cô Dana Trần ở Mỹ, của cô Hương ở Mỹ, đó chính là 20.368.000 Việt Nam đồng. Đó.
Rồi. Bây giờ mình bắt tấm gương nè ha. Dạ dạ. Bây giờ thế em xin cũng mất chị ba thế em. Dạ dạ. Em dạ. Xin không mấy gần tiếng Việt, chị cũng không mấy gần hôn đâu. Dạ. Bây giờ em cũng xin cảm ơn anh ở Canada giấu tên đó. Dạ. Nhiều dồi sức khỏe. Dạ, chị để cao cao lên. Dạ. Dạ. Mình ăn cho máu có tiền. Dạ. Dạ. Rồi chị Phương Nguyễn. Dạ. Anh Phong Nguyễn. Anh Phong Nguyễn. Mỹ. Dạ. Em cũng rất cảm ơn anh. Dạ. Anh chúc anh mau có tiền. Dạ. Không mấy gì gần. Dạ dạ rồi. Rồi cô Đan Na Trần. Cô Đan Trần. Dạ. Ở Mỹ. Em cũng rất cảm ơn chị dùng thế em của em đi. Dạ. Không mấy gần tiếng Việt. Dạ. Thì nhờ số tiền chị mới em đi kiếm được ba. Dạ. Dạ. Rồi em cũng rất cảm ơn luôn. Em cũng chị cũng cho tiền xăng em luôn. Dạ. Rồi cô Hương ở Mỹ. Dạ. Em cũng cảm ơn cô Hương ở Mỹ nhiều. Dạ. Mình có tiền nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, có sức khỏe nhiều. Dạ, đó. Rồi, rồi, dạ. Dạ, chị Sương, dạ. Chị Sương nói về là cảm ơn đi chị. Dạ, em nói là cảm ơn mấy chị, dạ. Mấy cô, mấy rồi, mấy anh. Dạ. Mấy gì biết tiếng Việt. Dạ. Rồi, giờ, giờ chị chúc đi. Chị chúc dạ, anh chị giống như các cô. Giàu, chịu giàu, sức khỏe. Dạ. Rồi, an khang thịnh vượng luôn. Dạ, anh được người sức khỏe nhiều, mình còn có tiền nhiều. Dạ. Rồi, rồi, anh Nhân nói về lời đi anh. Cả khi có sao giờ mình cũng phải gần tiếng Việt. Dạ, dạ, rồi mình chúc đơn giản thôi, mình không cần cô nước ngoài tài trợ mọi nguồn mạnh quân á, cũng tới hai vợ chồng em là cảm ơn cả nhà, cảm ơn nhiều. Dạ. Không có mấy gì gần. Dạ, dạ. Thì thực sự thì với sự ủng hộ này thì gia đình cũng không có biết là thể hiện lòng cảm ơn như thế nào cả. Đó. Thì em cũng xin thay mặt gia đình là chân thành cảm ơn. Rồi quý cô chú anh chị đã dành sự quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh khó khăn của chị Xuân, cũng như là dành sự quan tâm đặc biệt đến mà quá trình mà chị đang tìm lại người cha thất lạc 35 năm của mình. Và kết quả thì hiện tại thì gia đình cũng đang rất là mong chờ. Dạ. Thì ở đây thì em cũng xin bày tỏ là quý cô chú anh chị cũng nói là mặc dù kết quả là có phải cha hay không phải cha thì quý cô chú anh chị cũng ủng hộ, bởi vì ủng hộ cho hoàn cảnh rất là khó khăn của chị Xuân. Dạ dạ. Rồi cũng là rất là cảm động trước cái tình cảm mà anh chị em, mà đặc biệt là anh ba chị ba đã dành cho chị Xuân, đặc biệt là đã nuôi hai cháu cho từ nhỏ cho đến lớn. Dạ. Đó. Thì làm cái clip này là để em muốn là tổng hợp lại cái số tiền ủng hộ của các vị mạnh thường quân cô chú anh chị. Dạ. Em rất cảm ơn trong thời gian qua thì quý cô chú anh chị cũng đã gửi về số tiền ủng hộ là đổi ra tiền Việt Nam là 20.368.000 đồng. Để nói đây là cái số tiền lớn lắm phải không anh chị? Đây là lớn lắm đó. Đây là lớn. Mà không biết mấy tháng nữa, năm năm. Yeah. Giống như cái này là giống như là cái số dư mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì nếu mà làm hồ thì ngày nào luôn có thể hết ngày nấy. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ngày nào hết ngày nấy. Dạ. Nó xài này kia rồi nữa. Dạ. Dạ. Rồi anh giấu tên ở Canada có hỏi chị là anh gửi lời hỏi thăm chị, hỏi chị là hết bệnh chưa? Giờ chị trả lời đi chị. Thôi giờ còn ho. Còn ho đúng không? Bớt rồi phải không? Dạ, nghĩa là bớt nhiều rồi nhưng mà chưa hết hẳn. Không dạ. Có ngủ được. Tại trong mong cho gặp ba. Dạ. Nhưng mà bữa hổm là anh mà gia đình phải đảm bảo là chị Sương phải nghỉ một tuần nha, khi nào hết bệnh đi làm. Đó, anh gửi về 100 đô Canada là để đảm bảo cho chị Sương là nghỉ đúng một tuần luôn, nghỉ một tuần. Dạ, 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 đó. Ở đây cũng có chị ba là theo dõi suốt nè. Dạ, chị ba theo dõi suốt luôn. Dạ. Thì chị Sơn nói là ước mơ, giờ ước mơ của chị là gì? Chẳng hạn bây giờ là ước mơ thì chị cũng tâm sự luôn đi, giống như nhà của mình á. Thì có một, giống như là chú cũng hai bên cũng là có, dạ, chú xích mít rồi. Giống như mong muốn mà mình được mong muốn mà không được tìm lại được, mình muốn mong muốn là ở về nhà cũ ở phải không chị? Dạ, đặng sửa nhà lại.
Rồi ước mơ là chị đi tính nuôi heo phải không? Nuôi heo. Buôn bán nhỏ vậy. Buôn bán nhỏ, dạ đúng rồi. Ở nhà giữ cha mình. Dạ. Đó. Đó. Khỏi đi làm hồ. Dạ. Dạ. Chứ cũng cố gắng là anh chị đã lo tiền cơm, tiền cơm cho hai cháu rồi. Giặt giũ ở đây chăm sóc hai cháu thì giống như mình cũng cố gắng để nuôi heo rồi hay là buôn bán nhỏ để mà có tiền đóng học phí cho hai con. Dạ. Dạ, tại vì con trai lớn của chị Xuân giờ cũng học lớp 8. Dạ. Đi học rồi, 2 buổi xong rồi. Dạ. Với con trai Út thì giờ năm sau vô lớp 1. Lớp 1 rồi. Dạ. Cũng phải mình lo đủ thứ rồi, tiền lễ phí, học phí rồi. Dạ. Mua sổ sách rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Đây nè là rồi bây giờ nếu mà chị mà giống như nuôi heo rồi nuôi heo nuôi gà nuôi vịt thì anh cũng đi làm hộ bình thường. Dạ, dạ đúng rồi. Thức ăn cho heo đi. Dạ đúng rồi. Cái quan trọng là giống như chị làm công việc này để cho đỡ nặng nhọc. À. Nặng nhọc chứ làm hồ thì rất là cực. Cực lắm, nặng lắm. Cực lắm. Dạ, dạ. Thì đó thì sự giúp đỡ của các vị mạnh thường quân thì thấy anh chị cũng rất là vui và thấy dạ đỡ lo hơn phải không? Dạ, đỡ lo hơn. Dạ. Các thành viên của gia đình chúng tôi đây là anh ba đây nè. Anh ba có gửi lời cảm ơn đến các vị mạnh thường quân đã ủng hộ cho em mình trong thời gian qua không anh? Nói vài câu đi anh. Bây giờ không biết em làm sao đâu, giờ thấy mạnh thường quân giúp đỡ cho em á, nó làm ăn á, dạ. Có số tiền á, dạ. Giờ vì quá trời, biết nói sao nói á, dạ. Cảm ơn. Mừng á. Mừng. Dạ. Nó khổ từ làm hồ hai chồng thấy không á, dạ. Lên không có gì chứ. Dạ, với phần của chú anh chị thật sự là dạ, anh chị ba là giúp đỡ anh chị Xuân là nhiều, là nuôi hai con chị Xuân là cũng rất là nặng. Với quan trọng là ở mà là đây anh ba chị ba đang nuôi bà nội đó. Dạ, nuôi bà nội. Dạ, đang nuôi bà nội đó. Quý vị thấy không, gia đình lúc nào cũng là đoàn kết yêu thương với nhau hết trơn á. Dạ. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân, anh Vũ Tình ở Canada, anh Phong Nguyễn ở Mỹ, cô Dana Trần ở Mỹ và cô Hương ở Mỹ. Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cái clip để cảm ơn quý cô chú anh chị mạnh thường quân cho đã ủng hộ gia đình trong thời gian qua, những ngày qua thì đến đây có lẽ là em xin khép lại. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo. Yeah.